Chúng tôi xuất phát từ khoảng tầm 4 giờ sáng và bây giờ là 12 giờ rưỡi trưa. Tính luôn cả giờ ăn sáng thì có nghĩa là khoảng 8 tiếng ngồi trên xe để đến được nơi này. Đây là suối nước nóng Đạ Na. Và đoạn đường khi mà đến đây á, thì đường cũng khá là nhỏ và xấu, nhưng mà còn một tuyến đường khác nên là về vấn đề đường đi thì chắc cũng sẽ giải quyết được. Và mọi thứ đã hiện ra trước mắt. Ở đây có một khu nhà lưu trú rất là lớn, mà nghe các bạn nói rằng có thể chứa được tới 40 người và thêm 6 cái lều nữa. Và khung cảnh xung quanh đây, ở đây thì còn rất là hoang sơ, nhưng mà người ta đã làm, đã xây dựng. Và còn có những cái đường đi kiểu rất là tự nhiên như thế này luôn, nhìn rất là đẹp. Giờ mình sẽ quay một vòng cho mọi người thấy nhé. Đây là các bạn bên team City House Advisory. Các bạn chạy từ Đà Lạt về. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì hôm bữa đó, lúc mà tụi ốc ở Obirita Resort Đà Lạt và các bạn tặng mấy video đẹp xuất sắc luôn. Trời ơi, mát lòng luôn á. Còn đây, đoàn tôi. Chị 8 tiếng mấy, không ảnh hưởng đến thành sắc đúng không? Không, nói chung là vào đây là cảnh sắc là làm cho con người thích hợp. Ở đây thì người ta chưa khai thác, từ giữa tháng này á thì mới hoàn tất những cái trang thiết bị ở trong phòng, cho nên là còn ngổn ngang vì người ta đang lắp đặt. Nhưng mà phòng rất là xinh. Các bạn đừng để ý đến những cái chi tiết này ha, tại vì là còn là công trình á, có nghĩa chắc team mình cũng là lần đầu tiên đến đây luôn á, ý là đoàn đầu tiên đến đây để khảo sát luôn á. Nhưng mà mọi thứ là kiểu bằng tre nứa rất là tự nhiên như thế này, và view phòng nào cũng xinh hết á. Ta chưa lắp thiết bị vệ sinh.
là ban công như thế này, xinh ơi là xinh. Cái nhà này ngộ ghê luôn á, mình nhìn ở ngoài mình cứ tưởng là nó không to lắm, bước vô nó to ơi là to luôn mọi người. Ôi giữa này, giữa những cái hòn đá này, giữa cây cối này, giữa rừng, giữa thiên nhiên này, khu nghỉ này mà hoàn tất là đẹp lắm. Tầng 2 à, kết cấu phòng kiểu khác. Sẽ hai giường và cũng nhìn view ra suối. Tí chị lên chỗ cầu thang ha. Đợi chị xíu nha Trọng. Chị lên đây chị lia trên này và lên tầng 3. Tầng 3 lại khác nữa. Cửa lớn và hai phòng khác nữa, xinh lắm. Vào đây phòng như thế này xong lại có một nhánh bên trong. Chụp hình hết rồi đó. Xinh. Và cũng là ban công. Ok. Còn tầng dưới à đây mới chính xác là tầng trệt. Ở trên là 1, 2, 3. Ở đây thì riêng tư hơn, sẽ không có đi cầu thang chung. Nhưng mà người ta còn đang lắp đặt thiết bị cho nên còn hơi ngổn ngang. Nói chung là sức chứa rất là lớn, 4 phòng ở dưới tầng này rồi. Bây giờ thì tụi mình sẽ di chuyển ra suối đây. Các bạn bên City House Advisory chuẩn bị bắn cho tụi mình. Đói khát quá rồi. Đây rất là rộng và người ta vẫn còn đang thi công. Đó, đây là khu vực suối nóng này để mọi người có thể tắm và ngâm ở đây, nhưng mà hôm nay người ta rút nước để người ta làm sạch. Phía bên kia là khu nhà vệ sinh. Ở đây là khu lều này, cắm trại ở đây thì mỗi một cái lều là sẽ có bồn tắm riêng nữa. Khu vực bên kia cũng có sàn này. Như nhà hàng ở phía bên góc bên kia và có một cái sàn rất là lớn để có thể tập yoga ở bên đó nữa đó mọi người. Bây giờ mình sẽ đi lên trên này. Team mình đang ở trên đây. Nói chung ở đây mà xong xuôi thì sẽ rất là đẹp á, mình nghĩ vậy. Bàn ghế để chill, để đốt lửa trại và rất là nhiều hoạt động gần gũi thiên nhiên ở nơi này. Người ta đang còn làm. Bây giờ là phải làm hết tốc lực thì mới kịp. Chim chóc của tự nhiên này, tiếng lá cây xào xạc và tiếng gió này. Con đường đi bằng gỗ rất là xinh và rất là nhiều khu vực để có thể tập yoga ở đây, sàn lớn, sàn nhỏ.
mình vừa quay một đoạn yoga video. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển sang khu vực khác, đi lên cầu thang này. Thiệt luôn á, chết rồi, mê quá. À, khu nhà hàng kìa. Wow. Oh. Trời ơi. Mỏng đá khổng lồ. Trời ơi, cái sàn nè. Mình có tới 2 chết rồi. Trời ơi. Mình có 2 biên tập luôn á, thằng ơi. Bên đây với bên kia luôn. Bên kia còn cái sàn lớn bên kia. Trời, cái sàn này là mênh mang luôn á. Ôi chết rồi. Chết rồi, Trọng ơi. Đẹp quá. Cái view nhà bên kia mình có thể thấy xuống cái hồ nước, nhưng mà khi mà nổi da gà nè, nổi da gà nè mọi người ơi. Xong rồi đi hàng ngày đi bộ ha. Muốn lấy một góc livecam mà đẹp đẹp á cho mọi người đứng xếp hàng theo cái cầu đó. Đó là cái vòng cung của cái cầu đó kìa cô. Nè nói nghe nè, sàn ở đây inside có khán giả, bắt khán giả ngồi coi. Tất cả nhân viên phải đi ra ngồi xem. Nhưng mà đi xuống tắm suối cũng sướng. Ở đây nghỉ dưỡng là đủ. Không cần đi đâu nữa. 2 đêm 3 ngày là đẹp luôn. Ở đây luôn.